Mới đây, trên mạng làng mạc hội Weibo bỗng nhiên lan truyền những hình ảnh từ thuở chưa gia nhập giới giải trí và ảnh chụp ngày bé bỏng của nàng Hạ Tử Vi Lâm Tâm Như. Có thể thấy, khi ấy bà làng mạc Quát Kiến Qua mang một vẻ đẹp non nớt với làn da trắng cùng với nụ cười tươi, đáng yêu và đơn thuần với bộ răng khểnh duyên dáng đã thu được không ít lời khen ngợi từ cư dân mạng. Theo đó, Lâm Tâm Như gia nhập làng mạc giải trí Hoa Ngữ tương đối sớm. Ngay từ lúc vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, người đẹp 43 tuổi đã khai mạc tham gia vào lĩnh vực diễn xuất và gây tuyệt vời với khán giả. Ngay từ khi còn bé bỏng, Lâm Tâm Như đã biết tạo dáng trước ống kính vô cùng chuyên nghiệp. Khác với vẻ bề ngoài dịu dàng và hướng nội, Lâm Tâm Như thật ra lại là một con người khá mạnh mẽ và nam tính, với tính cách cởi mở, hào phóng. Ở thời điểm hiện tại, bà làng mạc Quát Kiến Qua lại mang một vẻ đẹp quyến rũ, mặn mà của bà mẹ một con. Lâm Tâm Như từng chia sẻ rằng sự nghiệp của cô vẫn luôn suôn sẻ từ ngày bước chân vào nghề cho đến thời điểm hiện tại. Bây giờ cô đã không quá tham vọng về sự nghiệp của phiên bản thân. Thay vào đó, cô muốn đông đã và tập trung vào việc chăm sóc gia đình bé dại với chồng và con gái.